Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 20 tháng 10, kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và cũng là ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày tôn vinh vai trò, vị trí tầm quan trọng của phụ nữ. Thay mặt những người làm chương trình, xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể những người phụ nữ của tỉnh Hưng Yên. Chúc các chị sẽ phát huy truyền thống du kích Hoàng Ngân, nâng cao hơn nữa vai trò của mình để góp phần đưa Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có trình độ trong nhóm dẫn đầu cả nước và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Và trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Hơn 4.300 đại biểu tỉnh Hưng Yên tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc, quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 10. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đi kiểm tra thực địa một số dự án trên địa bàn tỉnh. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng, người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên. Phụ nữ đi đầu trong thực hiện phân loại xử lý rác thải tại nguồn. Xử lý 40 trường hợp thanh thiếu niên lạng lách đánh võng ở thành phố Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại hội trường Tiên Hồng, nhà Quốc hội ở thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Hội nghị được kết nối tới gần 15.000 điểm cầu trên cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đặng Văn Cảo, Nguyễn Đình Phách, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Thông. Cùng dự có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Doãn Thế Cường, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, báo cáo viên cấp tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh. Tại tỉnh Hưng Yên, hội nghị được kết nối tới 16 điểm cầu với hơn 4.300 đại biểu tham dự. Hội nghị được nghe truyền đạt nội dung cốt lõi, những điểm mới trong dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội 14 của Đảng, một số dự thảo báo cáo tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, cùng một số nội dung quan trọng khác. Đây là hội nghị quan trọng nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa 13. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban bộ ngành địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung các nghị quyết tại địa phương, cơ quan đơn vị, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã đi thăm kiểm tra thực địa một số dự án giao thông trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra thực địa tại dự án xây dựng tuyến đường TT377 đoạn quy hoạch mới Chánh thị trấn Lương Bằng từ ngã ba xã Thuần Hưng đến giao với DH71. Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giữa năm 2023. Nhà thầu thi công là Liên Xanh Công ty Cổ phần Hoàng Sa, Công ty Cổ phần Tân Thanh Hưng Yên. Thời gian thực hiện 730 ngày, hoàn thành vào tháng 12 năm 2025. Đối với dự án cải tạo nâng cấp DT376 đoạn từ địa phận xã Ngọc Long km 6+50 đến địa phận xã Tân Việt km 12+200, tổng mức đầu tư của dự án là 290 tỷ đồng, giá trị hợp đồng xây lắp 182 tỷ đồng. Đến nay tỷ lệ giải ngân gói xây lắp mới đạt gần 60%. Nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Tân Thanh Hưng Yên. Dự án cải tạo nâng cấp mở rộng DT382 đoạn từ nút giao giữa tuyến tránh DT376 với DT382 giao với quốc lộ 39 và đoạn tuyến quy hoạch mới tránh ngã tư Tân Việt được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tháng 4 năm 2023. Nhà thầu thi công Liên Xanh Tân Thanh Nhật Minh Tân Thành Đạt. Cả ba dự án trên đều có những khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng của một số hộ dân có đất nông nghiệp, đất thổ cư, cũng như việc xây dựng khu tái định cư cho người dân phải giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án. Các nhà thầu đều tranh thủ khi có mặt bằng thì tập trung nhân lực, máy móc để thi công. Tuy nhiên vì chưa đủ mặt bằng nên tiến độ của ba dự án trên đều chậm, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung. Đối với dự án đường kết nối DT387 với đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng từ km 31+100 đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Hiện nhà thầu đang tập trung máy móc, vật liệu, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, đảm bảo hoàn thành trước ngày 20 tháng 11 năm 2024.
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phê bình huyện Kim Đồng và Yên Mỹ còn chậm trong công tác chỉ đạo điều hành trong giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Qua đó ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của các dự án nói riêng và của tỉnh nói chung. Đồng chí yêu cầu các địa phương này phải quyết liệt tập trung cao độ trong chỉ đạo điều hành để hoàn thiện các khâu liên quan đến giải phóng mặt bằng cho các dự án này. Đối với dự án xây dựng tuyến đường DT377 đoạn quy hoạch mới tránh thị trấn Lương Bằng và dự án cải tạo nâng cấp DT376 đoạn từ địa phận xã Ngọc Long, chủ đầu tư cần phối hợp với hai huyện Yên Mỹ và Kim Động cần phải hoàn thiện giải phóng mặt bằng, bàn giao diện tích đất nông nghiệp trong tháng 11 năm nay để các nhà thầu sớm thi công, cố gắng hoàn thành tiến độ trước thời hạn hợp đồng. Nếu địa phương nào để chậm trễ, chủ đầu tư không sát sao với công việc thì tỉnh sẽ tiến hành đưa vào kiểm điểm cuối năm đối với người đứng đầu đơn vị địa phương đó. Thưa quý vị và các bạn, cách đây đúng 110 năm, ngày 20 tháng 10 năm 1914, người đoàn viên thanh niên Cộng sản đầu tiên Lý Tự Trọng được sinh ra và trở thành ngọn lửa thôi thúc để nhiều thế hệ thanh niên cùng nhau đứng lên đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc. Hy sinh ở tuổi 17, nhưng tinh thần Lý Tự Trọng vẫn mãi ngời sáng với câu nói bất hủ, trở thành lý tưởng sống và kim chỉ nam cho bao thế hệ thanh niên. Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác. Lý Tự Trọng tên thật Lê Hữu Trọng, quê ở tỉnh Hà Tĩnh, nhưng sinh ra và lớn lên ở Thái Lan. Năm 11 tuổi, anh là một trong 8 thanh niên được lựa chọn đưa sang Quảng Châu, Trung Quốc, học tập, chuẩn bị xây dựng tổ chức thanh niên Cộng sản ở Việt Nam dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Năm 1929, anh được cử về nước hoạt động tại Sài Gòn, Sa Đình với nhiệm vụ đặc biệt là vận động tập hợp thanh niên để thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản. Ngày 8 tháng 2 năm 1931, trong cuộc meeting kỷ niệm một năm khởi nghĩa Yên Bái, anh đã rút súng bắn tên mật thám Lê Gran để bảo vệ đồng chí Phan Bôi, diễn tả tại cuộc meeting. Lý Tự Trọng bị thực dân Pháp bắt và kết án tử hình khi chưa đầy 17 tuổi. Trong những ngày cuối cùng ở Xà Lim án chém, Lý Tự Trọng vẫn lạc quan yêu đời, đọc truyện Kiều, động viên các bạn trẻ nêu cao ý chí cách mạng. Thực dân Pháp không dám xử công khai Lý Tự Trọng. Lợi dụng lúc rạng sáng ngày 21 tháng 11 năm 1931, chúng hèn hạ dựng mái chém ở ngay khám lớn Sài Gòn, giết anh trong im lặng. Cuộc đời của Lý Tự Trọng tuy ngắn ngủi, nhưng tinh thần cách mạng của anh trở thành tấm gương sáng cho các thế hệ thanh niên noi theo. Lý Tự Trọng được Ban Bí thư Trung ương Đoàn công nhận là đoàn viên đầu tiên với tấm thẻ đoàn viên danh dự số 1. Tên anh cũng được đặt cho giải thưởng cao quý của Trung ương Đoàn nhằm tôn vinh các cán bộ đoàn xuất sắc tiêu biểu tại cơ sở. Chiều qua, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận PNC và Quỹ Niềm tin Vàng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên trao tặng kinh phí hỗ trợ cho hai trường học tại thành phố Hưng Yên và trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Dự buổi lễ có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Tại buổi lễ, PNC và Quỹ Niềm tin Vàng trao tặng 350 triệu đồng cho trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Cường và trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên. Đây là hai ngôi trường chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 3 Yagi. Sự hỗ trợ này giúp các trường mua sắm trang thiết bị giáo dục, sách vở, tu sửa trường học, khắc phục hậu quả, khôi phục hoạt động học tập. Cũng tại sự kiện, PNC phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên trao tặng 20 suất học bổng với tổng trị giá 20 triệu đồng cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn, có thành tích tốt, vươn lên trong học tập của trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên. Nhân dịp này, PNC khai trương trung tâm Kim Hoàn tại số 25A, 25B, đường Điện Biên, thành phố Hưng Yên. Đây là cửa hàng thứ 416 trên toàn quốc của PNC. Trong khi phần lớn các hộ gia đình vẫn chưa thực hiện được việc phân loại và xử lý rác thải tại gia đình, thì ở thôn Linh Hạ, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, 100% số hộ đều đã thực hiện việc này. Trong đó, chi hội phụ nữ thôn đóng vai trò quan trọng đi đầu trong triển khai thực hiện. Gần 2 năm nay, chị Nguyễn Thị Thủy, chi hội phụ nữ thôn Linh Hạ đã có thói quen nhặt rau xong là túi ni lông thu gom riêng, phần lá và cuộn già thì được cho vào những thùng sơn phế liệu, được chị tận dụng để chứa rác hữu cơ.
với gần 10 thùng sơn phế liệu đã giúp gia đình chị thu gom gần 100% rác hữu cơ. Các thùng này sau mỗi ngày thì được tưới chế phẩm IMO và đóng kín lắp đậy ủ trong từ 7 đến 10 ngày. Khi hết mùi hôi thì mang đi tưới cây cảnh hoặc rau ở ngoài ruộng. Tôi thấy rác giảm đi rất là nhiều, bởi vì là tất cả các cái rau củ quả là mình cho hết và mình làm rồi thì chỉ có cái túi ni lông mới những cái mà không dùng được thì là cho vào thôi. Mà mọi khi thì cứ một bao đầy là chuyển đi, nhưng bây giờ tôi thấy không có rác mấy, rất là tốt mà rất là sạch. Với cách làm này, bà Nguyễn Thị Hằng đã tự tạo ra phân bón từ rác cho mảnh vườn rộng trên 200m² của gia đình mình. Lượng phân tự tạo này, ngoài phần rác thải của gia đình, bà đã sử dụng chính những phần thân, lá già của vườn rau để ủ trong hai thùng chuyên dụng. Số tiền không phải mua phân bón trong gần 2 năm cũng tiết kiệm khoản chi từ 5 đến 7 triệu đồng. Bản thân tôi là thấy rất có hiệu quả, giảm được cái phân đạm, giảm được cái rác thải, phổ biến cho chị em là rác thải mình sẽ thu gom lại, cái môi trường nó sạch hơn. Hữu xạ tự nhiên hương, nhờ lợi ích thiết thực của việc phân loại rác thải từ nguồn và việc dùng chế phẩm IMO xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón, cộng với sự tích cực của các cán bộ chi hội đã góp phần giúp phong trào phát triển, qua đó lượng rác thải ra ngoài phải chở đi xử lý giảm đáng kể. Các chị em trong ban chấp hành là làm trước, thí dụ như là chị Hằng, chị Xuân, chị Đạo là các chị em đi đầu, xong chúng tôi triển khai thì thấy các chị em thấy hiệu quả, chị em làm thì rồi mỗi bên cạnh các chị em lại có những người bên cạnh nữa, người ta thấy hiệu quả. Thứ nhất là giảm thải lượng rác ra môi trường. Từ nòng cốt trên 340 hội viên hội phụ nữ thôn, đến nay 100% người dân trong thôn Linh Hạ đã tạo ra thói quen tốt, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, giúp cải thiện đáng kể môi trường sống, đồng thời tạo ra nếp sống văn minh trong xây dựng nông thôn mới. Dự án đường Chí Tân - Toàn Thắng ra quốc lộ 39 được Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 7 năm 2022, có chiều dài khoảng 8,9 km đi qua hai huyện là Quái Châu và Kim Động với tổng kinh phí đầu tư trên 570 tỷ đồng. Tại huyện Quái Châu, tuyến đường đi qua 4 xã là Chí Tân, Đại Hưng, Phùng Hưng và Việt Hòa. Hiện các địa phương đang tích cực phối hợp với chủ đầu tư tiến hành các bước đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Căn nhà 2 tầng khang trang này được gia đình anh Mão ở thôn 3, xã Đại Hưng xây dựng vào năm 2009 với quy mô trên 100m², 3 thế hệ với 7 nhân khẩu trong gia đình đã gắn bó với ngôi nhà 15 năm nay. Ngay sau khi nắm bắt được chủ trương, phần diện tích ngôi nhà sẽ cần bàn giao cho dự án đường Chí Tân - Toàn Thắng, anh và gia đình hoàn toàn nhất trí ủng hộ. Nhất trí theo cái chủ trương, thứ nhất là giao thông tiện này, rồi các cái khu công nghiệp từ tương lai sẽ mà về xã tôi và huyện Khoái Châu giải quyết được những công ăn việc làm. Xã Đại Hưng có chiều dài tuyến đường đi qua khoảng 2,3 km, tổng diện tích đất cần bàn giao cho dự án khoảng 120.000m², trong đó diện tích đất nông nghiệp là trên 60.000m², còn lại là đất thổ cư của người dân và đất do Ủy ban nhân dân xã quản lý. Khoảng 200 hộ dân có đất sẽ cần bàn giao cho dự án, trong đó có 4 hộ có đất thổ cư. Tổng diện tích của gia đình nhà tôi làm trang trại này là bàn giao cho dự án làm đường 2.000m². Chúng tôi đã được thông báo và chúng tôi nhiệt liệt ủng hộ 100%. Qua các cái bước như kiểm tra xét duyệt nguồn gốc đất, kiểm tra thực địa, thì đến thời điểm này chúng tôi đã tổ chức họp toàn bộ nhân dân trên địa bàn xã để mà thông báo các cái chủ trương của Đảng và Nhà nước, thế và thực hiện các cái bước tiếp theo trong cái quá trình thu hồi đất. Tuyến đường Chí Tân - Toàn Thắng giao quốc lộ 39 đi qua địa bàn huyện Khoái Châu, có điểm đầu giao cắt với đường kết nối di sản văn hóa du lịch, phát triển kinh tế dọc sông Hồng với chiều dài khoảng 7,8 km. Tổng diện tích đất cần bàn giao cho dự án là gần 200.000m², với trên 500 hộ dân có đất cần bàn giao cho dự án. Riêng xã Đại Hưng có 4 hộ có phần diện tích đất thổ cư, còn lại đa số các hộ dân đều có phần diện tích đất nông nghiệp và đất do Ủy ban các xã quản lý. Các địa phương có dự án đi qua đã cơ bản hoàn thành các bước rà soát, quy chủ các phần đất, hiện đang tiến hành họp dân phổ biến về chủ trương chung khi dự án đi qua. Đa số các hộ dân đều đồng tình ủng hộ, nhất trí cao. Với gia đình tôi thì có diện tích là hơn 1 xào, nhất trí là sẽ ủng hộ để dự án đường Chí Tân - Toàn Thắng được triển khai sớm. Dự án đường Chí Tân - Toàn Thắng qua địa phận xã Chí Tân có chiều dài gần 3 km, tổng diện tích trên 50.000m²,
trong đó có trên 30.000 m2 đất nông nghiệp xã đã bàn giao đất giao thông thủy lợi và đã quy chủ, mời trên 200 hộ dân họp để triển khai thông tin về dự án. Tuyến đường Chí Tân Toàn Thắng giao quốc lộ 39 khi hoàn thành không chỉ tăng cường kết nối giữa các trục giao thông quan trọng của tỉnh, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh, thuận tiện cho kết nối giao thương giữa các địa phương trong tỉnh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, thu hút đầu tư vào hai huyện Khoái Châu, Kim Động, thúc đẩy phát triển kinh tế chung của tỉnh. Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xảy ra khá nhiều vụ việc vi phạm pháp luật có sự tham gia của thanh thiếu niên. Thực tế này tóm lên hồi chuông cảnh báo về việc quan tâm chăm sóc giáo dục giới trẻ hiện nay. Điển hình như ngày 21 tháng 6 năm 2024, Công an thị xã Mỹ Hào bắt giữ hai đối tượng sinh năm 2007 và 2008 đều có hộ khẩu tại xã Cổ Bì, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương do có hành vi cướp xe máy tại thôn Phúc Bố, xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào. Lợi dụng đường vắng, hai thanh niên dùng dao loại gọt hoa quả khống chế người lấy xe ôm để cướp xe máy. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai là đã bỏ học đi làm thuê do không có tiền tiêu xài nên tính chuyện đi cướp. Đua đòi nhau, nhóm này tập trung lại xong là rủ nhau đi và thực hiện những hành vi phạm tội nghiêm trọng. Và nhận thức của các đối tượng thì nghĩ là cái việc hành vi của mình là không vi phạm. Từ đầu năm đến nay, Công an thành phố Hưng Yên phát hiện xử lý 20 vụ việc với 123 thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Điển hình như vụ 8 đối tượng từ 16 đến 21 tuổi sử dụng dao, gạch, gậy và vỏ chai bia gây rối trật tự công cộng trên địa bàn phường Hiến Nam ngày 1 tháng 8 năm 2024. Đa số là các cháu có gia đình hoàn cảnh là thiếu bố, hai là thiếu mẹ, ba là có cả bố cả mẹ thì không có thời gian giám sát, quản lý giáo dục các cháu, dẫn đến tình trạng là các cháu sử dụng cái mạng xã hội kết nối cả nhau và các cháu rủ rê nhau để các cháu có cái hành vi vi phạm pháp luật. Trẻ nhất thì các cháu là sinh năm 2010. Trên đây là hai trong số hàng chục vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay có sự tham gia trực tiếp của các em độ tuổi từ 15 đến 18 và còn đang là học sinh. Lý do dẫn đến vi phạm pháp luật chủ yếu là từ rủ nhau tụ tập chơi bời, đua đòi mà không ý thức được hậu quả. Bên cạnh đó, cũng có nhiều thanh thiếu niên từ các tỉnh lân cận sang địa bàn Hưng Yên vi phạm, như vụ việc 13 thanh niên có hộ khẩu tại tỉnh Thái Bình đi trên 6 xe máy mang theo hung khí tự chế sang địa bàn huyện Phù Cử gây rối ngày 19 tháng 7 năm 2024. Thực tế này là hồi chuông báo động về công tác quản lý giáo dục giới trẻ hiện nay, rất cần có sự quản lý giám sát chặt chẽ từ gia đình, nhà trường và xã hội. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an thành phố Hưng Yên phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh ra quân tiến hành tuần tra, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên điều khiển xe máy, phóng nhanh, lạng lách đánh võng, rú còi, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên một số tuyến phố của thành phố Hưng Yên. Qua hai buổi tối triển khai phối hợp giữa các lực lượng công an, trong đó chủ lực là Công an thành phố Hưng Yên đã bắt và xử lý hơn 40 trường hợp thanh niên điều khiển xe máy, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, rú còi, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Số tiền xử phạt là trên 160 triệu đồng. Trong số các đối tượng này có cả học sinh, đặc biệt là các em từ 14 đến 16 tuổi đang học tại một số trường học tại thành phố Hưng Yên và các huyện lân cận. Riêng buổi tối ngày 19 tháng 10, Công an thành phố lập 3 tổ tuần tra kiểm soát giao thông với 14 cán bộ chiến sĩ tại các tuyến phố chính, trong đó chủ yếu là tại đường Nguyễn Văn Linh. Lực lượng chức năng lập 25 biên bản và quyết định xử phạt số tiền hơn 120 triệu đồng, tạm giữ 25 mô tô, xe gắn máy. Liên quan đến nồng độ cồn, tạm giữ 2 xe mô tô, tước 1 giấy phép lái xe. Trong các trường hợp bị xử phạt, có 5 lỗi không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông, 5 lỗi lạng lách đánh võng trên đường đô thị và ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều. Liên quan đến độ tuổi học sinh, đã lập biên bản 16 trường hợp, phạt tiền hơn 56 triệu đồng. Qua việc điều tra cơ bản, nắm tình hình, xác định được cái tuyến đường, cái địa điểm, cái khung thời gian có nhiều đối tượng vi phạm, chúng tôi sẽ bố trí các lực lượng của Công an thành phố kết hợp với lực lượng cảnh sát cơ động, phân ra các tổ chốt để thực hiện cái việc kiểm soát và bắt giữ xử lý các đối tượng. Thì trong đó thì chúng tôi có cái kết hợp giữa lực lượng công khai và lực lượng hóa trang để tuần tra kiểm soát và tổ chức chốt chặn ở những cái tuyến đường, cái vị trí làm sao mà để bắt giữ các đối tượng được đạt hiệu quả cao nhất cũng như đảm bảo an ninh an toàn
cho lực lượng tham gia bắt giữ cũng như là người tham gia giao thông. Tất cả các cái tổ chốt thì chúng tôi đều tổ chức nghiêm ghi hình để ghi lại toàn bộ cái hình ảnh vi phạm của các đối tượng. Thì ngoài cái việc củng cố để xử lý hành chính thì cũng kiên quyết và củng cố để xử lý, xem xét xử lý các đối tượng về hình sự đối với các hành vi như là gây rối trật tự công cộng, hành vi chống người thi hành công vụ để đảm bảo đủ sức răn đe và giáo dục. Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.